Xin chào tất cả các em. Ở video bài giảng hôm nay, cô và các em chúng ta sẽ cùng đi vào các bài tập ở trong sách bài tập của bài 41 là bài nhiên liệu. Bài 41.1 như sau: hãy giải thích các hiện tượng tại sao khi quạt gió vào cái bếp củi vừa bị tắt thì lửa sẽ bùng cháy. Bởi vì khi chúng ta quạt gió vào bếp củi mà vừa bị tắt thì cái lượng không khí nó thổi vào là lớn, đúng không ạ? Thổi vào lớn thì kèm theo ở đấy là oxy. Nó cũng sẽ oxy ở trong không khí, nó sẽ tiếp xúc được nhiều hơn vào cái bếp củi này. Và oxy tiếp xúc nhiều thì dẫn đến cái sự cháy diễn ra nó mạnh hơn và lửa nó sẽ bùng lên, đúng không ạ? Chúng ta sẽ giải thích như sau. 41.1 ý A: khi quạt gió vào bếp củi vừa bị tắt thì nó sẽ tăng cái lượng oxy tiếp xúc với bếp củi. Tăng lượng oxy tiếp xúc với bếp củi. Mà khi mà đã tăng được cái lượng oxy tiếp xúc thì cái sự cháy diễn ra mạnh hơn. Sự cháy diễn ra mạnh hơn nên là ngọn lửa nó sẽ bùng lên. Như vậy là chúng ta đã vừa giải thích xong được cái ý thứ nhất. Sang ý thứ hai này. Cũng là khi, nhưng mà khi chúng ta quạt gió vào cái ngọn nến mà đang cháy thì tại sao nến nó lại tắt? Bởi vì là cái ngọn nến của chúng ta ấy, nó cháy nhưng mà nó cháy nhỏ, đúng không ạ? Cháy với cái ngọn lửa rất là nhỏ. Khi mà cái lượng gió chúng ta quạt vào thì một cái lượng gió nó sẽ lớn, nó thổi vào cái ngọn lửa nhỏ như vậy thì nó sẽ làm cho nhiệt độ nó sẽ bị hạ đột ngột. Nhiệt độ của cái ngọn lửa, cái nến hạ đột ngột và cái nến nó sẽ bị tắt, đúng không? Vậy chúng ta lại có ý B như sau: khi quạt gió vào ngọn nến đang cháy, khi quạt gió vào ngọn nến đang cháy vì ngọn lửa của nến thì nó cháy rất là nhỏ. Vì ngọn lửa của nến nó nhỏ nên khi quạt cái lượng gió nó thổi vào nhiều. Nên khi quạt lượng gió thổi vào nhiều làm cho nhiệt độ của cái ngọn nến hạ đột ngột. Làm cho nhiệt độ ngọn nến hạ đột ngột. Khi mà nhiệt độ hạ đột ngột này thì ngọn nến sẽ tắt. Dẫn đến nến nó sẽ bị tắt. Đấy, bởi vì là muốn duy trì được sự cháy, thứ nhất là phải có sự tiếp xúc với oxy. Thứ hai là phải đảm bảo nhiệt độ, nó phải đạt đến nhiệt độ cháy. Nhưng mà nhiệt độ ở đây nó bị hạ đột ngột, thấp hơn cái nhiệt độ cháy rồi. Đấy, thấp hơn nhiệt độ cháy thì cái ngọn nến trong trường hợp này nó sẽ bị tắt đi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài tập số 2.
Bài tập số 2 như sau. Có thể dùng đèn dầu hỏa thay cho đèn cồn trong phòng thí nghiệm bằng cách lắp thêm một cái ống trụ bằng kim loại có đục nhiều lỗ như hình 4.1 ở đây. Chúng ta sẽ có một cái ống trụ đục nhiều lỗ. Tức là cái nhìn cái ngọn đèn nhá, phía bên trên này này, phía bên trên này nó hở này. Sau rồi chúng ta sẽ có một cái ống trụ. Đấy, đục rất là nhiều lỗ xong rồi chúng ta lồng xuống phía dưới. Phía trên này vẫn để hở. Được chưa? Khi đó đèn cháy nó sẽ không sinh ra mùi than. Hãy giải thích tác dụng của ống kim loại có đục lỗ. Như vậy, cái ống kim loại này có đục lỗ có tác dụng là nó sẽ hút không khí ở phía ngoài vào. Nó hút không khí ở phía ngoài vào và nó hòa trộn với cái hơi dầu bốc lên. Phía bên dưới này là có hơi dầu bốc lên này. Đấy. Để tạo thành là cái hỗn hợp bao gồm không khí và dầu. Và cái hỗn hợp không khí và dầu đó thì khi đó thì nó sẽ cháy gần như là hoàn toàn. Đúng không ạ? Bởi vì là hút không khí phía ngoài thì hút cái không khí thì nó sẽ kèm theo oxy. Đúng không? Thì nó sẽ làm cho cái hỗn hợp đấy nó sẽ dễ cháy hơn. Cái khi mà chúng ta làm cháy mà có nhiều cái muội than ở bên trong ấy là do nó thiếu oxy. Đấy, thiếu oxy thì nó sẽ xuất hiện lớp muội than màu đen đen. Nhưng mà bây giờ chúng ta để cái ống trụ như này có nhiều cái lỗ đục như này thì nó hút không khí từ phía ngoài vào. Thì nó đủ cái lượng oxy thì nó sẽ không còn muội than nữa. Ta sẽ giải thích bài 41.2 như sau. 41.2. Ống hình trụ có nhiều lỗ đục. Ống hình trụ có nhiều lỗ đục thì có tác dụng hút không khí ở ngoài vào. Có tác dụng hút không khí ở ngoài vào. Và cái không khí này nó sẽ hòa trộn đều với cái phần hơi dầu ở phía bên trong. Hòa trộn đều với hơi dầu ở trong. Để tạo thành cái hỗn hợp của khí và dầu. Để tạo thành hỗn hợp khí và dầu. Và lúc này thì cái hơi dầu nó sẽ cháy gần như là hoàn toàn. Bởi vì là nó được cung cấp đủ oxy, đúng không ạ? Lúc này hơi dầu được cung cấp đủ oxy. Đủ oxy nên cháy gần như hoàn toàn. Và khi mà nó cháy gần như hoàn toàn như thế này thì nó sẽ không có cái muội than. Nó sẽ không còn xuất hiện cái lớp muội than nữa. Đúng chưa ạ? Như vậy là ta đã vừa giải thích xong được bài tập 41.2. Đến đây thì bạn nào cần thì có thể dừng video bài giảng của cô lại một chút để ta sang bài tập 41.3. Bài 41.3 bản chất của nó gần giống với bài 41.2. Như vậy chúng ta sẽ có bài 41.3 này.
cái đèn đất là loại đèn dùng cái nhiên liệu là C2H2 để thắp sáng. Để ngọn lửa cháy sáng và có ít bụi than, người ta khoan vài lỗ nhỏ ở sát đầu ống nơi khí C2H2 thoát ra này và cháy. Hãy giải thích tại sao tác dụng của các cái lỗ như này, hoặc là tại sao người ta lại phải khoan các cái lỗ nhỏ như vậy. Thế thì cái đèn đất này thì ngày xưa hoặc là ở vùng nông thôn bây giờ thì cũng ít, ngày xưa là có rất là nhiều đấy. Người ta đi soi cá, soi lươn, soi ếch là người ta hay dùng cái loại đèn đất này. Người ta bên trong đấy có cái khí C2H2. Cái khí này thì các em biết là nó tác dụng oxy thì nó tỏa nhiệt và nó phát ánh sáng rất là sáng, đúng không ạ? Người ta vì cái kiến thức hóa học như vậy nên người ta mới lấy cái khí đấy cho vào trong đèn để khi người ta đốt đi phát sáng để người ta đi soi để bắt các loại tôm cua cá đấy, đúng không? Ban đêm. Như vậy người ta sẽ có bài. Vậy thì ở đây người ta hỏi là tại sao mà ở gần cái chỗ mà nó thoát cái nhiên liệu C2H2 ra này, người ta lại phải khoan vài cái lỗ nhỏ ở gần sát nơi thoát khí thôi. Đấy, giải thích tại sao lại như vậy. Vậy khi mà chúng ta khoan ở sát cái nơi ống dẫn khí C2H2 ấy, đấy thì nó có tác dụng là nó có tác dụng sẽ hút không khí, đúng không ạ? Các cái lỗ từ các cái lỗ khoan đấy thì nó sẽ hút không khí vào các cái lỗ khoan đấy và nó sẽ hòa trộn với cái C2H2 này. Hòa trộn với C2H2 thì nó sẽ làm cho cái quá trình đấy nó sẽ cháy nhanh hơn, cháy hoàn toàn. Bởi vì lúc này là sao? C2H2 nó đủ oxy thì nó sẽ cháy hoàn toàn và ngọn lửa nó sẽ sáng hơn, đồng thời nó sẽ có ít muội than hơn. Chúng ta sẽ có 41.3 như sau. 41.3. Chúng ta sẽ khoan vài lỗ nhỏ ở sát đầu ống dẫn hơi khí. Khoan vài cái lỗ nhỏ ở sát đầu ống. Sát đầu ống nơi mà thoát khí. Nơi nó thoát cái khí C2H2 ra. Để làm gì? Để nó hút không khí vào phía trong. Để hút không khí từ các cái lỗ khoan này, nó sẽ hút không khí vào để nó trộn đều với acetylen. Hút không khí vào để trộn đều với acetylen. Trộn đều với acetylen thì khi mà không khí vào trộn đều thì dẫn đến là tăng cái oxy nó tiếp xúc với acetylen, đúng không ạ? Không khí càng nhiều thì oxy nó sẽ tiếp xúc càng nhiều. Tăng cái oxy tiếp xúc với acetylen. Mà tăng oxy tiếp xúc với acetylen thì làm cho quá trình cháy nó sẽ xảy ra hoàn toàn hơn. Làm cho quá trình cháy xảy ra hoàn toàn hơn. Cái quá trình cháy xảy ra hoàn toàn hơn thì cái ngọn lửa nó sẽ sáng hơn, đồng thời nó sẽ có ít muội than hơn. Do đó ngọn lửa sẽ cháy sáng hơn. Đồng thời xuất hiện ít muội than hơn. Như vậy là chúng ta đã vừa giải thích xong được bài 41.3. Bạn nào cần thì có thể dừng video giảng của cô lại một chút. Bây giờ cô và các em sẽ cùng chuyển sang bài tập 41.4. Bài 41.4 là một bài liên quan đến tính toán, đúng không ạ?
Ta có bài chấm 4 như sau. Biết rằng cứ 1 mol khí acetylen, tức là khí C2H2 đấy, cháy hoàn toàn thì tỏa ra một cái nhiệt lượng là 1423 kJ. Còn 1 mol khí ethylen là C2H4, khi cháy hoàn toàn thì sinh ra một nhiệt lượng là 1423 kJ. Còn 1 mol acetylen tức là C2H2 khi cháy hoàn toàn thì nó sẽ tỏa ra một cái nhiệt lượng là 1320. Hãy tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy 1 kg ethylen và 1 kg acetylen. Như vậy thì ở đây các em phải xem em thử là 1 kg cái này này thì nó ứng với bao nhiêu mol? 1 kg cái này ứng với bao nhiêu mol? Biết được số mol ứng với 1 kg rồi thì các em lại lấy số mol nhân với cái nhiệt lượng tỏa ra, đúng không ạ? Lấy số mol nhân với nhiệt lượng tỏa ra của cái này thì chúng ta sẽ tính được, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có như sau, 41.4 thì chúng ta sẽ có 1 kg ethylen. 1 kg ethylen tương ứng với số mol sẽ là vậy chúng ta sẽ có 1 kg thì em sẽ lấy là bằng 1000 la gam, bởi vì trong công thức tính mol chúng ta sẽ tính bằng đơn vị là gam mà, đúng không? Rồi ethylen là C2H4, các em lấy 12 này nhân 2 này cộng với 4 tức là chia 28, đúng không ạ? Như vậy các em lấy khối lượng chia khối lượng mol bằng 28 này. 1000 chia 28 thì bằng, các em cứ để ra là đây là 250/7 mol. Vì nó không chia không hết thì em cứ để phân số. Đấy, cứ 1 kg ethylen thì ứng với chừng này mol. Mà 1 mol ethylen cháy thì nó sinh ra 1423 kJ. Như vậy 1 kg ethylen cháy nó sẽ tỏa ra nhiệt lượng sẽ là 1 kg ethylen cháy tỏa ra cái nhiệt lượng là, các em lấy số mol này là 250/7, đây là số mol, nhân với cứ 1 mol cháy thì tỏa ra là 1423. Vậy lấy số mol nhân với 1423, kết quả chúng ta sẽ bằng là 50.821,4 kJ. 50.821,4 kJ. Đây là cái phần nhiệt lượng tỏa ra. Tương tự chúng ta sẽ tìm 1 kg acetylen tương ứng với số mol là bằng bao nhiêu. 1 kg acetylen tương ứng số mol thì cứ 1 kg thì bằng 1000 gam. Acetylen là C2H2, C2H2 thì 12 nhân với 2 là bằng 24 cộng với 2 bằng 26. Các em lấy 1000 chia 26. 1000 này là ở đâu ra? 1000 này là 1 kg mà em đổi ra gam bằng 1000 đây này. Chia 26 là khối lượng mol của acetylen này. Như vậy chia không hết thì các em để phân số 500/13. 500/13. Vậy tương ứng là có chừng này mol, mà cứ 1 mol thì nó tỏa ra nhiệt lượng là 1320. Như vậy 1 kg acetylen cháy thì nó tỏa ra nhiệt lượng cứ 1 mol cháy thì nó tỏa ra là bao nhiêu? 1320. Vậy bây giờ có chừng này mol thì nó tỏa bao nhiêu? Thì các em lấy 500 chia 13 hoặc là 500 chia 13, đây là số mol này.
Kem nhân với cứ một mol cháy nó tỏa ra 1 3 20, đúng không? Nhân với 1.320, như vậy thì nó sẽ tỏa ra là 50.769,2. 50.769,2 kilojoule. Vậy ta đã vừa hoàn thành xong được cái ý A. Ý A thì chúng ta đã có 1 kg của ethylene cháy thì nó tỏa ra chừng này nhiệt lượng. Còn 1 kg acetylene cháy thì nó tỏa ra chừng này nhiệt lượng. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng chuyển sang ý B. Bạn nào cần thì có thể dừng video giảng của cô lại một chút nhé. Tiếp theo chúng ta sang ý B là đốt cháy 11,2 lít ở điều kiện tiêu chuẩn, chứa 20% là acetylene và 80% ethylene, thì cái nhiệt lượng tỏa ra bao nhiêu? Như vậy thì từ cái dữ kiện này này, các em sẽ tìm ra được thể tích của acetylene. Các em sẽ tìm ra được cái thể tích của ethylene bằng cách lấy tổng thể tích nhân 20% thì nó sẽ ra được thể tích acetylene này. Lấy tổng thể tích nhân 80% thì nó sẽ ra thể tích của ethylene. Hoặc sau khi tìm được thể tích acetylene rồi, các em lấy tổng thể tích trừ đi thể tích của acetylene thì nó sẽ ra thể tích của ethylene, đúng không? Biết được thể tích rồi thì chúng ta có tìm được số mol không? Ta lấy cái thể tích đấy chia 22,4 thì ra số mol. Mà cứ một mol cháy thì nó có nhiệt lượng chừng này, thì chúng ta sẽ dễ dàng tìm được cái nhiệt lượng tỏa ra bằng cách lấy số mol nhân với từng cái nhiệt lượng này, đúng không? Thì chúng ta sẽ tìm ra được nhiệt lượng của mỗi khí nó tỏa ra. Vậy chúng ta sẽ có ý B như sau. Ý B này, ý B thì trước tiên các em sẽ tìm cho cô thể tích của acetylene. Acetylene là thể tích của C2H2. CH2 chiếm 20%, vậy các em lấy 11,2 em nhân 20%. 11,2 nhân 20% thì sẽ bằng 2,24 lít. Đây là acetylene. Như vậy muốn tìm thể tích của ethylene, các em lấy cái này này nhân 80%, hoặc là lấy cũng cái này, các em trừ đi cái thể lấy tổng thể tích này, trừ đi thể tích acetylene thì nó sẽ ra thể tích của ethylene, đúng không ạ? Vậy thể tích của ethylene là C2H4 thì có thể lấy tổng thể tích này nhân 80%. Như vậy các em lấy 11,2 nhân 0,8 8,96. Tìm được thể tích của mỗi cái rồi thì chúng ta sẽ có số mol. Số mol của C2H2. Muốn tìm số mol thì các em lấy thể tích, các em chia 22,4 bằng 0,1 mol. Còn thể tích của số mol của C2H4 thì sẽ bằng thể tích vẫn là 8,96, các em chia 22,4, tính ra nó bằng 0,4 mol. Được chưa? Mà một mol C2H2 này, một mol C2H2 là acetylene cháy thì nó tỏa ra chừng này nhiệt lượng. Vậy có 0,1 mol thì nó sẽ cháy thì nó sẽ sinh ra bao nhiêu nhiệt lượng, đúng không ạ? Vậy thì nhiệt lượng tỏa ra do cái C2H2 nhiệt lượng thì các em sẽ lấy số mol là 0,1, các em nhân với thứ một mol của C2H2 là 1320. Như vậy nó sẽ tỏa ra là 132 kilojoule, đúng chưa? Rồi cái nhiệt lượng do C2H4 tỏa ra em lấy số mol ở đây là 0,4 này. Đến đây nhá. Đến đây thì bạn nào cần thì có thể dừng video bài giảng của cô lại một chút để cô đẩy giấy lên này. Như vậy nhiệt lượng do C2H4 thì các em sẽ lấy số mol này nhân với cứ một mol thì tỏa ra 1423. 0,4 nhân với 1423 thì bằng 569,2 kilojoule. Vậy
tổng nhiệt lượng nó sẽ tỏa ra sẽ là, đây là đốt cháy hoàn toàn cái này thì sinh ra nhiệt lượng bao nhiêu, thì chúng ta họ đang hỏi tổng nhiệt lượng đấy. Vậy tổng nhiệt lượng tỏa ra tổng nhiệt lượng tỏa ra thì các em lấy là 132 kem cộng với 569,2, kết quả ta bằng 701,2 kJ. Như vậy là ta đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ bài tập số 41.4. Bạn nào cần thì có thể dừng video bài giảng của cô lại một chút để cô và các em sẽ sang bài tập cuối cùng là bài tập số 41.5. Bài 41.5 như sau: tính cái khối lượng khí CO2 tạo ra và khối lượng oxy cần dùng để đốt cháy toàn bộ 40kg CH4. Như vậy cái này chúng ta không cần phải tính số mol đâu, lát nữa chúng ta sẽ tính theo phương trình thôi. Vậy các em sẽ có cái phương trình phản ứng 41.5, hoặc các em có thể để tính số mol, nhưng tốt nhất chúng ta với cái số lượng cái dữ kiện này chúng ta tính theo phương trình là dễ nhất. Ta có CH4 này cộng với O2, phản ứng cháy sinh ra CO2 và H2O. Phương này trình này cân bằng, các em thêm 2 trước H2O và 2 trước oxy, đúng chưa? Như vậy tỷ lệ này là tỷ lệ 1 này, 1 mol này. Thì đây sẽ là 2 mol này. Và đây là 1 mol. Đúng không ạ? Thế cứ 1 mol này, cứ 1 mol CH4 thì nó sẽ ứng với 16 gram. Đây, CH4 thì có khối lượng là bằng 16, đúng không ạ? Oxy thì có khối lượng là bằng 1. CH4 khối lượng bằng 16, 1 thì 1 nhân 16 bằng 16. O2 thì bằng 32, nhưng mà đây có 2 O2 thì nó sẽ là oxy thì bằng 16 đúng không ạ? Oxy bằng 16 vậy. À cô xin lỗi các em. Oxy bằng 16, 2 O2 là bằng 32, đúng không ạ? 2 của oxy này, 2 oxy thì bằng 32. Như vậy cứ 1 O2 này này thì nó có khối lượng mol là bằng 32. 32 mà lại nhân với 2 nên thì đây sẽ là 64. CO2 thì bằng 44, đúng chưa? Mà có 1 CO2 thôi thì vẫn là 44. Đúng không nào? O2 này, O2 là 32 nhưng mà có 2 mol thì nó sẽ là 64. Đúng chưa? Thế ở đây nếu như mà chúng ta lấy đơn vị là gam thì tất cả cái này đều là gam. Nếu chúng ta lấy cùng những cái này cùng đơn vị, ở đây người ta đang dùng đơn vị là kg thì em điền kg vào. Đấy, miễn sao nó cùng đơn vị. Thế ở đây người ta cho 40kg CH4 thì hỏi có bao nhiêu kg, cần dùng bao nhiêu kg oxy và sinh ra bao nhiêu kg CO2. Như vậy thì ta sẽ có là cái khối lượng của oxy cần dùng này. Khối lượng oxy hoặc là O2 đấy cần dùng. Khối lượng oxy cần dùng các em áp dụng quy tắc đường chéo, đi nhân về chia 40 này, các em nhân 64 này, các em chia 16. Đấy, áp dụng quy tắc đường chéo. Còn cái khối lượng CO2 sinh ra các em cũng áp dụng quy tắc đường chéo, đi nhân về chia 40 nhân với 44 chia 16. Bằng 110kg. Như vậy là trên đây cô và các em đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ các cái bài tập ở trong sách bài tập của bài 41, đó là bài nhiên liệu. Cô
Cô cảm ơn các em đã dành thời gian theo dõi video bài giảng của cô và hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.